Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách móc yếm hình hoa sáo cánh như thế này. Ở đây thì mình sẽ có là hai cánh lớn ở hai bên và bốn cánh nhỏ. Cánh ở phía trên thì sẽ có dây. Mình bắt đầu thực hiện nha các bạn. Mình sẽ sử dụng sợi cotton share kích thước là 1 mi, mình chặt đôi lại. Đây, mình sử dụng hiệu này, Play Cotton Việt Nam, và kim móc là 3 mi. Đầu tiên các bạn chừa cho mình một đoạn. Mình khởi tạo 12 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình đâm vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt. Ở hàng thứ nhất, mình sẽ lên 2 bính. Mình sẽ móc cánh hoa đầu tiên, cánh nhỏ trước. Ở cánh nhỏ thì hàng thứ nhất mình sẽ móc 9 mũi kép đơn. Ở đây mình sẽ sử dụng là toàn bộ là mũi kép đơn nha các bạn. Và mình sẽ ký hiệu 2 mũi kép đơn chung chân là một tăng. Đây, sau khi mình móc xong 9 mũi, mình lên 2 bính. Mình móc hàng thứ hai, mình sẽ móc xen kẽ một tăng và một kép đơn. Một tăng, một kép đơn. Mình móc xen kẽ như vậy cho đến hết hàng. Và kết thúc hàng, nó sẽ làm một tăng, tức là hai mũi kép đơn chung chân á. Rồi, lên hàng thứ ba, mình cũng lên 2 bính. Tương tự như hàng thứ hai, mình sẽ móc xen kẽ là một tăng, sẽ là cách là hai mũi kép đơn. Kết thúc hàng thứ ba sẽ là một mũi kép đơn. Đến hàng thứ bốn, đầu hàng mình sẽ móc là một kép đơn. Sau đó thì mình sẽ móc xen kẽ là một tăng, ba kép đơn. Và kết thúc hàng thứ tư sẽ là một mũi kép đơn. Hàng thứ năm mình lên 2 bính. Từ hàng 5 đến hàng 9 mình móc toàn bộ là mũi kép đơn. Mình sẽ móc 5 hàng, không tăng, không giảm nha các bạn. Đây, sau khi mình đã móc 5 hàng, mình được như thế này. Hàng thứ 10 mình lên 2 bính. Từ hàng 10 đến hàng 14 mình sẽ móc 5 hàng, giảm 2 mũi 2 đầu bằng cách là mình móc 2 mũi kép đơn chụm đầu lại. Phần ở giữa thì mình móc như bình thường, mình chỉ giảm mũi ở 2 đầu thôi. Đây, cuối hàng. Còn hai chân móc cuối cùng mình sẽ giảm mũi lại. 1, 2, 3.
Mình sẽ chụm đầu lại. Từ hàng 11 tới hàng 14 mình cứ móc tương tự. Ở đây mình sẽ đánh dấu lại cho dễ nhìn. Mình được một hàng rồi, mình sẽ móc thêm 4 hàng như vậy nữa. Một mũi. Mũi tiếp theo. Mình chụm đầu lại. Sau khi mình đã hoàn thành xong 5 hàng, giảm 2 mũi ở 2 đầu. Từ hàng 15 đến hàng 17, mình sẽ móc 3 hàng, giảm 3 mũi ở 2 đầu. Mình giảm tương tự như những hàng dưới. Này, mình sẽ móc 3 mũi kép đơn chụm đầu lại. 1, 2, 3. Mình đánh dấu lên cho dễ nhìn. Mình tiếp tục giảm thêm 2 hàng nữa. Ở đây mình chỉ chủ yếu là chia sẻ cho các bạn là cách móc của mình. Ngoài ra thì các bạn có thể dựa vào đây, các bạn có thể là thêm hoặc là bớt mũi để phù hợp với số đo hoặc là sở thích của mình nha. Hết hàng số 17 đến hàng 18, mình sẽ móc 2 mũi kép đơn chụm đầu. Mình làm 5 bánh, mình sẽ tạo vòng tròn để mà luồn dây. Mình lấy sợi lên. Mình cắt chỉ và mình sẽ giấu, đừng sợ giấu chỉ đi. Chỉ là mình đã hoàn thành xong cánh hoa đầu tiên. Đây là cánh nhỏ. Phần cánh lớn thì mình cũng móc tương tự. Để móc tiếp thì các bạn cứ, mình cứ siết chặt lại ha, mình cứ dồn lại. Sau đó mình nối sợi vào đây. Và mình tiếp tục móc những cánh khác. Các bạn nhớ là chừa cho mình một đoạn nha. Khoảng 20 cm. Mình kéo sát vào. Mình lên 2 bính. Mình sẽ móc hàng đầu tiên. Tương tự, mình sẽ móc lại 9 mũi kép đơn. Những hàng tiếp theo thì mình móc y hệt như cánh bên này ha. Đây, sau khi mình đã hoàn thành được 5 cánh. Hai cánh lớn ở hai bên là vòng ngực của mình. Đây. Hai cánh ở phía trên thì mình sẽ móc một đoạn dây dài khoảng là 80 cm. Đây, thay vì mình móc 5 bính là vòng tròn thì bây giờ các bạn cứ móc tiếp. Móc cho mình một đoạn thật là dài.
còn phần cánh lớn. Các bạn móc tương tự như phần cánh nhỏ nha. Ở đây mình đã nói sợi. Phần cánh lớn thì hàng đầu tiên mình sẽ móc là 13 mũi kép đơn. Mình cứ móc bình thường nha các bạn. Vừa móc á, mình vừa dồn các cánh lại. Cánh cuối cùng thì có vẻ nó hơi chật, nhưng mà mình dồn lại mình móc bình thường ha. Đây mình đã móc xong 13 mũi. Tiếp theo từ hàng thứ hai đến hàng thứ tư, mình sẽ thêm mũi tương tự như là phần cánh nhỏ. Đây, sau khi mình đã thêm mũi và mình móc từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 10, mình sẽ móc 6 hàng mũi kép đơn, không tăng không giảm. Từ hàng 11 đến hàng 16, mình sẽ móc 6 hàng, giảm 2 mũi ở hai đầu. Đến cuối hàng mình giảm y hệt như là phần cánh nhỏ. Tiếp theo mình đã giảm được 6 hàng. Từ hàng 17 đến hàng 21, mình sẽ móc 5 hàng, giảm 3 mũi ở hai đầu. Cách giảm thì cũng y như là phần cánh nhỏ, chỉ khác là số hàng và số mũi thôi. Đây, hàng cuối cùng, hàng thứ 22, mình móc 2 mũi kép đơn chụm đầu lên 5 bính, tạo vòng tròn. Sau khi hoàn thành được 6 cánh hoa, mình sẽ được như thế này. Mình sẽ bắt đầu, mình sẽ khâu các cánh lại với nhau. Mình sẽ dùng kim khâu. Mình khâu lại để cho mình có cảm giác như là các cánh hoa nó chồng lên nhau. Ở đây các bạn không khâu, mình có thể móc liền luôn cũng được. Mình khâu 6 hàng. 6 hàng đầu tiên. Hàng thứ 2. Mình vòng lên hàng thứ 3. Hàng thứ tư. Hàng thứ năm. 1, 2, 3, 4, 5.
Hàng thứ sáu. Mình sẽ khâu đến hàng thứ sáu. Mình gút lại tại đây. Mình giấu sợi. Vậy là xong một cánh hoa. Những cánh còn lại mình khâu tương tự nhé. Ở mỗi cánh á, mình có chừa đoạn chỉ lúc nãy á, mình sẽ sử dụng đoạn chỉ đó mình sẽ khâu lại. Đây mình đã hoàn thành khâu lại và cắt hết các chỉ thừa. Mình sẽ có hai mặt ha, mặt trái và mặt phải. Đây, những sợi dây này á, các bạn có thể làm mặt theo hai cách ha. Mình có thể dòng chéo qua lưng xong rồi chéo xuống eo như thế này. Hoặc là có thể là mình đi thẳng xuống luôn. Nãy mình có chừa một cái vòng tròn á, các bạn lấy sợi qua đây, mình sẽ đi thẳng xuống và dòng qua eo. Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc yếm hình hoa sáu cánh như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thành công. Bye bye.